Mặt tốt của những kẻ xấu, Kaido, Big Mom từng làm người tốt như thế nào? Trong bất kỳ một bộ manga, anime nào, kẻ xấu là một phần không thể thiếu, vì có người xấu thì người tốt mới đáng được trân trọng. Và điều đó được thể hiện cực kỳ rõ nét ở trong One Piece. Chúng ta có một tứ hoàng Kaido Bách Thú áp đặt ách thống trị làm hại cả một quốc gia, một tứ hoàng Big Mom chuyên cướp tuổi thọ người khác, và trên tất cả là bọn Thiên Long Nhân không chuyện xấu gì mà chúng không dám làm. Tuy nhiên ý, mọi người có biết rằng kẻ xấu thì cũng có một vài mặt tốt hay không? Đương nhiên là chỉ một chút ít ấy cũng không thể nào biến chúng thành người tốt được, nhưng mà cũng gọi là chuộc lỗi phần nào đấy. Cụ thể ra sao, hôm nay mời anh em cùng với thuyền trưởng Song Soi sẽ cùng đi tìm hiểu nhá. Ấn một like và get go thế nào. Kaido, đầu tiên hãy nói về Kaido. Tứ hoàng Bách Thú là người đã gieo ách thống trị lên toàn bộ Wano, khiến người dân nơi đây rơi vào địa ngục trần gian trong suốt 20 năm, không được tự do, không có đồ ăn, đồ uống, thậm chí đến môi trường sống cũng ô nhiễm cực kỳ nặng nề. Nói chung là không thể sống nổi rồi. Thậm chí trong khoảng thời gian ấy, đám thuộc hạ của ông còn đi gieo rắc tội ác khắp nơi nhằm tiêu diệt hoàn toàn mầm mống phản loạn Kozuki. Độc ác với người dân là thế, nhưng Kaido có thể gọi là một người chơi fair play ở trong các trận chiến, và đó là mặt tốt lớn nhất của ông. Cách đây 20 năm, ở trong trận chiến với Kozuki Oden, dù đã bị chém cho không trượt phát nào và xém thua, nhưng khi được giúp đỡ bằng cách chơi bẩn, Kaido đã vô cùng tức giận, và cái kết là mụ già giả dạng Momo ấy đã phải chết để đền tội. Dự là khi mà xuống âm giới sẽ bị Oden làm thịt đây. Bên lề một tí nha, mình thấy nhiều người nói rằng tại sao fair play như vậy nhưng Kaido lại không thả Oden ra để tiếp tục solo. Điều đó lại vô cùng bất khả thi anh em ạ. Ai đời lại đi thả kẻ thù đúng không nào? Như thế không gọi là fair play mà gọi là ngờ u ngu rồi. Đến hiện tại khi mà chiến nhau với Luffy, khi mà cả hai đang vô cùng phấn khởi và hưởng thụ trận đấu, thì cái thằng khứa CP0 đã nhảy ra phá đám. Cái kết là một lần nữa đối thủ của Kaido bị chơi bẩn và bị bay màu. Ở lần này thì Kaido cũng không đợi xử tử kẻ phá đám sau nữa, mà ông ngay lập tức cho thanh niên Silverpool một chùy tan xương nát thịt theo đúng nghĩa đen. Sau ấy khi mà Luffy quay lại với sức mạnh mới, tứ hoàng Bách Thú đã cười vô cùng sung sướng vì có thể tiếp tục chiến đấu một trận công bằng. Ngoài điểm tốt ấy ra, Kaido còn có một điểm tốt bụng nữa mà ít người để ý, đó là ông đã nhận nuôi hai chị em là Unti và Pet One. Ban đầu tứ hoàng Bách Thú chỉ muốn nuôi hai đứa nhỏ thôi chứ cũng không có ý định là huấn luyện thành chiến binh hay gì cả đâu. Thậm chí khi mà hai nhóc này quậy phá ăn mất trái ác quỷ thì ông cũng bỏ qua luôn. Nuôi tốn biết bao nhiêu là thứ mà lớn lên hai đứa lại yếu vãi cả chày anh em ạ. Đúng là tốn cơm tốn gạo mà. Big Mom, xét riêng về độ tàn độc và nhẫn tâm, bản thân mình đánh giá Big Mom hơn thằng em trai mưa rất rất nhiều, vì bà có thể làm hại chính con cái của mình không một chút do dự. Còn riêng về người ngoài thì khỏi cần bàn, đụng tới Big Mom chẳng khác nào là bước một chân vào địa ngục. Tuy nhiên cũng có khá nhiều giả thiết chỉ ra rằng tồn tại hai mặt tính cách bên trong mẹ lớn là cô bé Lin Lin thì cũng chính là mặt tốt của bà. Đầu tiên, Lin Lin luôn nhớ ơn mẹ Carmel vì cũng không hề biết rằng bà ta đang muốn bán mình cho hải quân. Thậm chí đến hiện tại là đã gần 60 năm trôi qua rồi thì tấm hình Carmel vẫn được xem là báu vật cũng như là điểm yếu duy nhất của vị tứ hoàng này. Nghe thì đơn giản đấy nhưng mà anh em cứ nhìn vào xã hội ngày nay mà xem, đến cả cha mẹ ruột mà một số thành phần còn không biết ơn luôn cơ mà. Đúng là đẻ đau đít. Mặt tốt thứ hai của Big Mom là khi mà bà trả ơn cho những người đã từng giúp đỡ mình, cụ thể đó là Otama và dân làng. Chỉ với một vài chén chè đậu đỏ thôi, mẹ lớn đã sẵn sàng phản kèo, đấm Pet One, đấm Unti để bảo vệ cô bé. Và đó thì được bà gọi là đạo của hải tặc. Giá mà dân làng cho mẹ lớn ăn thêm thịt cá các kiểu, chắc là bà đấm cả Kaido luôn đấy chứ. À, mình chỉ đùa thôi nhá. Caribou thì có lẽ là thằng khứa vừa mất dạy vừa vô dụng mà cũng khá nhiều anh em ghét. Tuy nhiên thì câu chuyện việc tốt của hắn thì cũng vô cùng thú vị đấy. Cụ thể là sau khi mà bị băng mũ rơm và Jinbei đánh bại tại đảo Huế Cá, tên này đã lang thang khắp nơi đến một hòn đảo nhỏ và được một bà lão cưu mang. Sau đó hắn còn bị nhầm lẫn là nhà cách mạng đang hoạt động tại đây. Điều đáng nói hơn nữa là hòn đảo này thuộc quyền cai trị của Kaido, cho nên cách mạng đồng nghĩa với phản động. Quân lính Bách Thú bắt đầu đổ bộ và tấn công. Ban đầu thì Caribou chỉ muốn bỏ chạy thôi, nhưng mà sau khi thấy bà lão cưu mang mình bị tổn thương, hắn đã quay trở lại chiến đấu và hạ gục được Iron Boy Scott, một tay sai khá là mạnh của Kaido đấy. Và bất ngờ chưa bà già, ở lần đầu tiên làm việc tốt ở trong đời này, thay vì gặp điều tốt đẹp thì Caribou gặp ngay Icterus,
Và cái kết thì anh em cũng biết rồi đây, làm bạn với Khá Bảnh ở nhà tù Udon luôn. Vậy mọi người nghĩ tên này sau biến cố tại hòn đảo ấy và Aquano thì có thay đổi tính cách và trở thành người tốt luôn không? Cùng comment bên dưới nhá. CP9 và CP0 hiện tại. Nếu anh em xem arc Enies Lobby mà không bỏ qua những phân cảnh nói chuyện, hẳn mọi người sẽ thấy rằng bọn CP9 này tư tưởng vô cùng phản diện. Chúng từ chối hiểu bất cứ một lý lẽ nào chống lại chính phủ thế giới, xem thường và tỏ ra thù địch với Robin, coi mạng sống của người dân không quan trọng và đặc biệt là vô cùng xem thường người khác. Ban đầu bọn này thì còn tỏ ra vô cùng thù địch với nhau, ví dụ như là Jabra ghét Luxy này, Kaku xem Blue Eno là kẻ vô dụng, vân vân và hồi mây. Nhưng mà sau khi thất bại nặng nề trước băng ngũ rơm, mặt tốt của chúng mới được bộc lộ, cụ thể đó là tinh thần đồng đội. Dù bình thường cãi nhau chí chóe, nhưng khi bị dồn đến bước đường cùng, cả bọn lại teamwork và hỗ trợ nhau. Đầu tiên là dìu dắt thoát khỏi chiến trường. Sau đó vì Luxy gần như bị thương sắp chết nên cả bọn mới phải ra đường để biểu diễn, không ngại để làm đồ chơi cho trẻ con để kiếm tiền chữa bệnh cho thanh niên báo. Sau khi tất cả đã khỏe lại, họ vô tình chứng kiến một cuộc đổ bộ của hải tặc Candy và giúp người dân đánh hạ bọn chúng. Dù Luxy thì có phần hơi thái quá khi mà dùng chân dẫm nát đầu tên hải tặc, và sau đó họ lại tiếp tục cùng nhau chiến đấu chống lại hải quân do Very Good dẫn đầu và gọi điện thoại cảnh báo cho Spandam sẽ trả thù hắn. Ở diễn biến cuối cùng, chúng ta thấy rằng CP9 rời đi khỏi hòn đảo và đã trồng một bông hoa do hai mẹ con bị hại ở trong trận chiến với Candy tặng. Chapter 528, Jinbei, Knight of the Sea. Nói thật với anh em, nhìn vào diễn biến ấy, mình gần như là chắc chắn Luxy và các đồng đội sẽ trở thành người tốt, nhưng mà không. Đột nhiên gần đây, Oda lại cho toàn bộ bọn họ tiếp tục làm chó săn của chính phủ, hay nói đúng hơn là CP0. Tiếc thật, giá mà họ trở thành một bằng tặc người tốt thì tuyệt vời biết bao, đúng không nào? Cơ mà thôi, dù sao thì tình đồng đội lâm ly bi đát thì cũng là một điểm cộng để giúp CP9 góp mặt ở trong video ngày hôm nay. Moria, cướp xác, cướp bóng, cướp tiền, cướp kiếm, cướp tất cả mọi thứ là những tội ác mà Moria đã gây ra. Nhìn vào cách Brook sống khổ sở khi mà mất đi bóng, anh em có thể hiểu phần nào sự mất dạy của cựu thất vũ hải này. Tuy nhiên Moria thì lại có một mặt tốt cực lớn nhá. Đó thì cũng có thể gọi là điểm chung với Luffy, không gì khác ngoài yêu thương đồng đội. Cách đây 20 năm, khi mà toàn bộ đồng đội chết trong tay của Kaido, Moria đã dùng toàn bộ tuổi trẻ của mình xây dựng nên binh đoàn Thây Ma, không phải để làm vua hải tặc, cũng không phải để giữ vững địa vị thất vũ hải, mà là để báo thù. Sau khi bị thất lạc nhau ở trong thời gian time skip, Moria cũng liên tục tìm kiếm những thuộc hạ của mình một cách không ngừng nghỉ. Và sau khi mà biết tin Absalom đã bị dâu đen bắt, thanh niên chơi bóng chày một mình một ngựa đã tiến thẳng vào Hachinosu mà cũng không phải lo sợ cái gì. Anh em nghĩ mà xem nha, một kẻ dám vì đồng đội mà thách đấu tứ hoàng thì có phải là siêu hiếm không? Ngoài ra với việc đang bị giam thì có vẻ như là Moria đã từ chối lời mời gia nhập của Tít, chứng tỏ là không đội trời chung với kẻ đã giết đồng đội của mình. Thôi thì số thanh niên này đã quá khổ rồi, mong là tác giả dùng một phép màu nào đó thả Moria ra ngoài để còn gia nhập Crush Guild hội ngộ với mấy ông bạn già các kiểu chứ. Ai muốn trạng thái Nightmare của Luffy trở lại thì nhớ phải cầu nguyện cho Moria sống sót đấy nhỉ. Thiên Long Nhân được xem là cặn bã của cặn bã, rác rưởi trong số rác rưởi. Nhưng mà nếu nhìn nhận một cách kỹ càng, anh em cũng có thể nhận thấy rằng sự khốn nạn của Thiên Long Nhân là do môi trường sống ảnh hưởng, và mặt tốt của bọn chúng thì cũng không ai khác chính là Thánh Miodgat. Sau khi mà được Hoàng hậu Otohime cứu và lần đầu tiên được nếm tình người, ông đã rất nỗ lực ở trong công cuộc bảo vệ đảo người cá. Và gần đây đó là màn thể hiện tuyệt vời tại Thánh Địa. Cụ thể thì sau khi mà tung chùy vêu mồm thằng Chalot, dù bị đe dọa xử lý nhưng mà Miodgat cũng không hề nao núng mà hỗ trợ cho Donsai và Leo tiếp tục tấn công. Mình cực kỳ ưng câu nói là cứ đánh chết cha hắn đi, mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cơ mà dù trong cơn tức giận thì Miodgat vẫn ngăn cản hoàng tử Neptune hành động, vì ông thì vẫn muốn đưa người cá đến gần hơn với loài người như ước nguyện của hoàng hậu quá cố. Nói chung là được, hào hán, hào hán. Ngoài Miodgat ra, cha và em trai của Doflamingo cũng được xem là mặt tốt hiếm hoi của Thiên Long Nhân. Điều đó là mình nghĩ đến viễn cảnh giữa các Tenri Ubito sau này sẽ xảy ra lục đục bên tốt và bên xấu. Cơ mà trước đó mình cũng chỉ mong rằng thằng Chalot chết mẹ cho đi rồi, trông cái mặt kinh tởm vãi cả chày ấy. Dâu đen cuối cùng trong video ngày hôm nay đó là kẻ xấu nhất trong giới hải tặc hiện tại. Tít thì cũng không có đạo của hải tặc,
phản bội đồng đội, phản bội người cưu mang mình, bắt nạt kẻ yếu, thừa nước đục thả câu, vân vân và mây mây. Nói chung không điều xấu gì là dâu đen không góp mặt, nhưng hắn thì vẫn có một điểm tạm gọi là tốt, anh em có biết là gì không? Đó là tin vào ước mơ của bản thân. Trong một thời đại mà ước mơ của hải tặc bị xem là huyền ảo thì việc ấy giống như là bảo tồn những giá trị cổ truyền vậy. Tại Mock Town, khi mà thấy giấc mơ của Luffy bị chế nhạo, dâu đen đã an ủi cậu và gọi Bellamy là tên nông cạn. Vào đêm hôm đó còn đập luôn bọn thuộc hạ của tên linh cẩu nữa. Và trên tất cả, dâu đen đã thuyết phục Kuzan gia nhập bằng một câu nói gì đó rất bí ẩn. Nhưng mình nghĩ là hắn đã giải thích cho Aokiji hiểu về giấc mơ của hải tặc. Chẳng biết sao nhưng mà đọc tới đây thì cũng có cảm tưởng như là cựu đô đốc chim chị xanh thực sự đã là một lòng một dạ gia nhập băng dâu đen anh em ạ. Mình là mình cũng không thích điều đó đâu. Trên tất cả có một phản diện mà mình ngồi suy nghĩ mãi vẫn không ra bất kỳ một điểm tốt nào, đó thì chính là Akainu. Nếu anh em nói rằng chó đỏ trung thành và hết lòng vì hải quân thì đó là một cái sai lầm cực kỳ lớn. Hắn thì đã không ít lần sẵn sàng giết chết những người lính dưới trướng và cũng không hoàn toàn chấp nhận phục tùng ngũ lão tinh đâu nhá. Đó thì cũng sẽ là câu đố ngày hôm nay, anh em hãy comment điểm mà mọi người nghĩ là tốt về Akainu nhá. Bây giờ thì sẽ cùng đến với góc bình luận thôi nào. Đầu tiên là bạn Hân, Zoro quá tuyệt vời, 7 ngày tắm một lần nhưng mà vẫn chịu làm vợ anh. Ai chà, bạn này chắc chưa nhờ, không những 7 ngày 18 đâu mà anh còn tập gym mỗi ngày 3 lần, mồ hôi mồ ghê nhễ nhại nữa nha. Nghĩ kỹ đi nào, eo ơi, mùi quá. Tiếp theo là bạn Phong Gaming, nếu trái cao su của Lù từ Parmesia thành Zoan thì bây giờ Oda cho nó thành Logia luôn không anh? 100% là không thể đâu bạn ạ, như thế thì nó lại ảo Malazada lắm. Ngoài ra thì Nika vốn dĩ đã VIP Pro hơn một năng lực Logia rồi, đúng không nào? Cuối cùng là bạn Hakai, cuốn sách dạy nấu ăn như là thiên đường tung tăng. Ở thì đấy, sách dạy nấu ăn của anh ba đấy bạn, nhờ vậy thì mới trở thành siêu đầu bếp đấy. Và cuối cùng, nếu như mà anh em muốn lên TV như ba bạn may mắn trên, đừng quên để lại comment và ý kiến của mọi người bên dưới nhá. Ngoài ra thì trước khi rời đi thì nhớ ấn một like và đăng ký kênh cho thuyền trưởng Samsoi nhá. Cảm ơn các thuyền viên đã theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bye bye.